Toyota Camry đây là chiếc Camry phiên bản hybrid. Chiếc xe này thì rất là nhiều công nghệ option ở trên xe nha quý anh chị nha. Và chiếc xe này của chúng ta thì trong tháng 11 này đang có chương trình hỗ trợ rất là đặc biệt và chúng ta được khuyến mãi lên tới gần 60 triệu đồng nha quý anh chị nha, dành cho chiếc xe Toyota Camry phiên bản hybrid này. Vậy thì mức giá dành cho tháng 11 này cụ thể sẽ như thế nào thì chúng ta hãy cùng em Vinh đón xem chi tiết trong video ngày hôm nay nha. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh thì đừng quên tặng cho em Vinh một nút like và một nút đăng ký kênh, và nhớ nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Xe Huy Tĩnh nha. Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Huy Tĩnh của em Vinh. Thì chúng ta sẽ thấy được đầu tiên là Camry ở trên cái phiên bản của năm 2023 là chúng ta sẽ có được một cái form dáng và một cái cách thiết kế rất là hiện đại, và nó sẽ không còn là một chiếc Camry dành cho những người lớn tuổi nữa. Thì cái phân khúc khách hàng bây giờ mới của Camry đã hướng đến những cái người trẻ hơn, và nhìn phong cách nó cũng sẽ sport và nhìn nó cũng sẽ hiện đại hơn rất là nhiều khi chúng ta nhìn tổng quan về cái cách thiết kế và cái form dáng ở cái phần đầu xe. Quý chị lưu ý thì tất cả những báo giá của em Vinh thì em Vinh đều sẽ gửi ở phần cuối video nha. Chúng ta hãy cùng em Vinh tìm hiểu chi tiết về những trang bị trên xe, còn về phần giá chương trình khuyến mãi em Vinh sẽ báo chi tiết ở cuối video nha quý chị. Thì chúng ta sẽ thấy được đầu tiên ở trên cái chiếc Camry này đó chính là hệ thống đèn. Hệ thống đèn của Camry trên phiên bản hybrid này thì sẽ được trang bị với bóng đèn bi LED cho chùm ánh sáng hội tụ và cường độ ánh sáng cao hơn, giúp chúng ta di chuyển qua ban đêm một cách dễ dàng hơn trên chiếc Camry này. Và đối với Camry thì trong cụm đèn này cũng tích hợp rất là nhiều những tính năng công nghệ hiện đại như là đèn tự động bật tắt nè, đèn pha thích ứng thông minh AHB trong gói an toàn Toyota Safety Sense, điều chỉnh chiều cao đèn tự động cũng sẽ được trang bị trong cái cụm đèn của chiếc xe Toyota Camry này. Phía ngoài chúng ta sẽ được trang bị một cái đèn chiếu sáng ban ngày dạng xương cá làm nổi bật thêm cho cái cụm đèn chiếu sáng phía trước của chúng ta. Đèn xi nhan thì sẽ là dạng LED chạy, khiến chiếc xe của chúng ta nó đẹp hơn và nhìn nó hiện đại hơn khi chúng ta nhìn tổng quan về cái phần đầu xe. Tiếng xung phía dưới thì trên phiên bản hybrid chúng ta sẽ được trang bị một cái thanh mạ chrome nó hình cánh cung, tạo điểm nhấn ở cái phần mặt lưới tăng nhiệt của chúng ta, khiến chiếc xe của chúng ta quấn hút hơn khi chúng ta nhìn từ phần đầu xe. Phía trước đầu xe được trang bị tới 4 cảm biến để chúng ta hỗ trợ và vận hành chiếc xe này một cách dễ dàng hơn. Có hệ thống tự động phanh, cảnh báo tiền va chạm đều được trang bị trên chiếc Camry bản hybrid này. Đó. Đèn sương mù thì sẽ được trang bị phía dưới đây và sẽ được trang bị là bóng đèn LED cho cường độ ánh sáng rất là cao để hỗ trợ thêm cho bóng đèn chiếu sáng phía trên của chúng ta. Tiến dần về phía trong thì chúng ta sẽ có những cái thanh mạ chrome nhỏ phía trong đây hình cánh cung để ôm lấy cái logo viền xanh thể hiện cái động cơ hybrid của chúng ta. Và ngay phía dưới là hệ thống camera 360 độ được trang bị trên chiếc xe Camry bản hybrid này của chúng ta, khiến chiếc xe chúng ta nổi bật hơn khi chúng ta nhìn tổng quan về cái phần đầu xe. Và những cái đường gân guốc ở phần đầu xe sẽ giúp cho chiếc Camry của chúng ta nổi bật hơn rất là nhiều. Đó là về tổng quan về phần đầu xe. Và phần hông xe thì có được gì nào? Phần hông xe thì chúng ta sẽ có được một cái trục cơ sở rất là dài ở trên cái mẫu xe Camry này. Đặc biệt thì chúng ta sẽ có được một khoang nội thất của Camry luôn luôn là một chiếc xe rộng rãi, và khi chúng ta ngồi hàng ghế thứ hai nó thể hiện cho chúng ta được đây là một chiếc xe có một cái khoang nội thất chiều chuộng người lái và mang lại chúng ta những cái trải nghiệm cực kỳ êm ái ở trên chiếc xe Camry này. Về hệ thống bánh xe thì chúng ta sẽ được trang bị với bộ mâm là mâm 18 inch, mâm đúc phay xước, thắng đĩa 4 bánh và vỏ sử dụng vỏ bê tông. Nó cho cái khả năng vận hành vượt trội hơn, và với bộ vỏ này sẽ giảm đi tiếng ồn rất là nhiều. Và phía trên đây sẽ có những cái đường dập nổi này, đó, tạo thêm cái sự cứng cáp hơn ở cái phần hông xe cho chiếc Camry này. Phía trên thì có sẽ có chữ hybrid thể hiện cái động cơ thân thiện với môi trường của nhà Toyota là động cơ kết hợp giữa động cơ xăng và động cơ điện ở trên mẫu xe Camry này nha. Tiến dần lên phía trên, chúng ta sẽ có được một cặp gương được đặt xuống phía dưới cửa đây, đó, cho chúng ta cái góc nhìn tốt hơn, và cùng với đó thì sẽ cho chúng ta khả năng quan sát ở phía sau một cách linh hoạt hơn với cái bộ gương này. Và trên cái gương chiếu hậu cũng sẽ được trang bị rất là nhiều những tính năng như là tích hợp đèn rẽ nhận nét trên gương này, có chỉnh điện gập điện tự động này, có cảnh báo đêm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau, trang bị cực kỳ đầy đủ. Đường chân kính thì sẽ được mạ chrome, đó, tạo cái sự sang trọng hơn cho cái chiếc Camry này khi chúng ta nhìn từ phần hông xe. Tay nắm cửa cũng sẽ mạ chrome và có tích hợp nút mở cửa thông minh trên tay nắm cửa. Ra vào xe thì chỉ với một chạm thôi sẽ giúp chúng ta di chuyển và vận hành chiếc Camry một cách dễ dàng hơn. Và với khối động cơ là 2.5 lít và chiếc xe này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, sử dụng hộp số 8 cấp. Nhưng mà chiếc xe này cũng rất là tiết kiệm với khối động cơ như vậy, hơn 200 mã lực luôn nha quý vị nha. Đó, như chỉ tiết kiệm là chúng ta chỉ có tiêu hao ở đâu đó tầm khoảng 4,4 lít đối với đường kết hợp thôi. Còn đối với đường trong đô thị là 4,9 lít, ngoài đô thị là chỉ có 4,3 lít thôi nha. Cực kỳ tiết kiệm luôn, hơn 200 mã lực nha quý vị nha. Với khối động cơ kết hợp với động cơ xăng và động cơ điện nên rất là tiết kiệm. Đó là về tổng quan về phần hông xe. Còn về phần đuôi xe thì chúng ta sẽ có được gì ở trên chiếc xe này? Ở cái phần đuôi xe thì chúng ta sẽ có được đầu tiên đó chính là một cái cụm đèn. Hệ thống đèn phía sau thì được làm ôm trọn lên cái phần đuôi xe, đó, sử dụng hoàn toàn là bóng LED. Nó cho chúng ta một cái sự hiện đại và sự nổi bật khi chúng ta nhìn từ phần đuôi xe. Đó, đặc biệt thì hệ thống đèn được làm mềm mại như này thì nó sẽ giúp cho chiếc xe của chúng ta nó có thể mang lại thêm những cái
trải nghiệm mới mẻ hơn khi chúng ta nhìn từ phần đuôi xe. Phía trong thì sẽ có một cái thanh mạ chrome dập nổi chữ Fortuner, và bên trên thì vẫn sẽ là logo với cái viền xanh thể hiện cái sự thân thiện của môi trường của động cơ hybrid của chiếc xe Camry này. Phía dưới thì chúng ta sẽ được trang bị bao gồm 4 cảm biến, 2 cảm biến lùi và 2 cảm biến góc, kết hợp với hệ thống cam lùi và cam 360. Đó, để chúng ta vận hành vận chuyển chiếc xe dễ dàng hơn, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau, và cùng với đó là hệ thống tự động phanh khi cảnh báo tiếng va chạm hoạt động ở phía sau của mẫu xe Toyota Camry này. Về phần cốp xe thì Camry cũng sẽ được trang bị một cái cốp xe rất là rộng rãi, thoải mái. Đây, hơn 400 lít cái khoang hành lý của chiếc Camry sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Đó, chúng ta để từ 4 đến 5 vali trong đây thoải mái luôn nha, rất là rộng luôn quý anh chị. Đó, chúng ta để gậy đánh gốt hay tất cả mọi thứ trong đây cho một chuyến đi du lịch hay một chuyến đi chơi đều sẽ đáp ứng được hết. Phía bên dưới chúng ta sẽ có bánh sơ cua dự phòng, con đội bộ dụng cụ mở bánh xe sẽ để rất là gọn gàng và sạch sẽ phía dưới đây. Đó, ưu điểm của cái thằng sedan thì khi chúng ta để những cái vật dụng ở trong đây thì nó sẽ sạch sẽ hơn và nó sẽ giúp cho chiếc xe của chúng ta nó vận hành một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó, và rất tiếc là cốp xe này của chúng ta vẫn là cốp cơ nha, chưa phải là cốp điện. Những khách hàng nào mà muốn trang bị cái bộ cốp điện thì có thể trao đổi trực tiếp khi đến showroom làm việc với em Vinh để có thể đưa ra được cái phương án mua xe sao phù hợp nhất nha. Đây, nội thất của xe, chúng ta sẽ tiến vào phần nội thất. Nội thất của Camry thì sẽ được trang bị với hai tông màu là màu đen và màu kem, chúng ta có thể lựa chọn. Ở trong video em Vinh đang quay thì chiếc này mang trên mình nội thất màu đen nha quý vị nha, rất là đẹp. Trên tabi này, toàn bộ phần tabi được làm rất là chi tiết và tỉ mỉ với những đường chỉ khâu rất là sắc nét. Phần này toàn bộ là da này, trên đây cũng là da hết nha quý chị nha. Đó, trang trí mạ bạc. Những cái phím bấm ở trên tabi cửa thì cũng trang bị như là 4 cửa một chạm chống kẹt này. Đó, chỉnh kính điện, gập kính điện tự động, khóa cửa trung tâm và nhớ hai vị trí ghế đều sẽ được trang bị hết nha. Chúng ta sẽ cùng tiến vào phía trong tiếp tục trải nghiệm thêm. Thì khi chúng ta ngồi vào cái chiếc xe Camry này thì chúng ta sẽ trải nghiệm được điều đầu tiên, chính là một cái tư thế ngồi, một cái tư thế lái rất là thoải mái với bộ ghế da làm rất là đẹp, và cùng với đó là cái form ghế làm rất là ôm nên chúng ta sẽ có được một cái tư thế ngồi rất là tuyệt vời. Ghế tài này thì chúng ta sẽ được chỉnh định 10 hướng nha quý chị nha. Nên khi chúng ta ngồi đây thì sẽ có một cái tư thế lái rất là tuyệt vời luôn. Đó, đảm bảo thoải mái chúng ta cho những chuyến đi dài. Ở ngay phần đầu gối trái này, đó, thì chúng ta sẽ thấy được một hàng nút bấm bao gồm đèn pha tư thông minh AHB này, VCTRC này, K360 này, mở cốp ở trong xe này và mở nắp xăng ở trong xe. Đó, phía trên đây thì những phần này đều sẽ được bọc da hết nha quý chị nha. Trên đây cũng là bọc da này. Đó, cửa gió mạ bạc rất là đẹp. Đó, về phần vô lăng thì chúng ta sẽ được bọc da và tích hợp rất là nhiều nút bấm ở trên vô lăng, tăng giảm âm lượng và đàm thoại rắn tay, cùng với đó là hệ thống điều khiển cái màn hình đa thông tin phía trước mặt người lái của chúng ta. Phía bên đây thì sẽ là hệ thống ga tự động Cruise Control. Đó, cảnh báo lật làn đường và cảnh báo tiếng va chạm. Đó, rất là đầy đủ trên chiếc xe này. Và em quay xuống phía dưới đây này. Đó, cái vô lăng của chúng ta trên phiên bản Camry thì tất cả các phiên bản đều được trang bị chỉnh điện ở trên vô lăng hết. Đó, đèn phía trước thì sẽ là auto tự động bật tắt, gạt mưa thì cũng sẽ là gạt mưa auto luôn. Đó, về cái màn hình phía trước mặt người lái của Camry thì sẽ được trang bị một cái màn hình đa thông tin nhỏ ở phía trong đây, 7 inch. Đó, cũng không phải là nhỏ như quý vị nha, một cái màn hình rất là lớn, 7 inch nha quý vị, thể hiện gần như đầy đủ mọi thông số kỹ thuật gửi tới người lái trên đây, giúp chúng ta dễ dàng nắm bắt cái chiếc xe của chúng ta hơn. Đây là chiếc xe mang trên mình động cơ hybrid và rất là nhiều những tính năng công nghệ trên xe. Đó, phía bên đây thì chúng ta sẽ có được cái đồng hồ đo lượng điện còn lại trong cái cục pin hybrid của chúng ta và đồng hồ báo tốc độ ở trên xe. Đó, nó giúp xe của chúng ta vận hành và di chuyển một cách rất là dễ dàng ở trên cái chiếc xe Camry này. Đó, màn hình hiển thị rất là rõ nét và đầy đủ nha quý anh chị nha. Về hệ thống giải trí thì Camry phiên bản hybrid sẽ được trang bị một cái màn hình 8 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết nối Bluetooth USB đầy đủ hết nha. Và hệ thống giải trí thì được trang bị với một bộ loa là loa JBL, chính loa nha quý vị nha, cho chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời luôn. Đó, để chúng ta có thể thoải mái trải nghiệm chiếc xe Camry này. Và ngoài ra thì trên đây cũng sẽ là cái hệ thống cam 360 hoạt động rất là trơn tru và cùng với đó là rất là nhiều góc nhìn để chúng ta thể dễ dàng quan sát chiếc xe của chúng ta hơn. Đó, rất nhiều góc nhìn nha, để chúng ta quan sát và di chuyển chiếc xe một cách thật là an toàn trên đây. Đó, ngoài ra thì xe còn được trang bị màn hình húp theo xe để chúng ta có thể dễ dàng vận hành và di chuyển chiếc xe này hơn. Đây, màn hình húp đây nha quý chị nha. Đó, rất là sắc nét quý chị. Quý chị nhìn ngay trong video em Vinh có thể quay được này. Đó, đây là cái màn hình húp theo xe nha. Màn hình hất kính lái đó quý chị. Đó, thể hiện đầy đủ tất cả mọi chức năng và cùng với đó là hệ thống an toàn trên xe. Đó, vị trí số này, tốc độ xe đầy đủ sẽ được trang bị đầy đủ ở trên cái màn hình húp này, thể hiện giúp người lái dễ dàng quan sát chiếc xe hơn. Rồi, phía dưới đây chúng ta sẽ có được một cái điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Đó,
thao tác hoàn toàn là nút bấm ở đây. Nó sẽ cho chúng ta được một cái khả năng vận hành và điều khiển chiếc xe một cách dễ dàng hơn. Đó, với thao tác chỉ toàn những nút bấm ở trên đây thôi. Phía dưới thì chúng ta sẽ có giắc cắm USB nè, một tổ sạc 12V 120W nè, sạc không dây nè, đều trang bị ở trên cái bảng cao cấp nhất của mẫu xe Camry này. Và hộp số này thì sẽ là hộp số DCVT được trang bị trên mẫu xe Toyota Camry phiên bản Hybrid. Trang bị 3 chế độ chạy trên chiếc xe này bao gồm Eco, Normal và Sport. Auto Hold và phanh tay điện tử cũng sẽ được trang bị rất là đầy đủ nha quý chị nha. Chế độ EV Mode này chế độ chạy hoàn toàn bằng điện ở điều kiện tiêu chuẩn nha quý chị nha. Rồi, và phía trên tappy này, quý chị có thể quan sát được cái tappy bên phụ này. Đó, có đèn LED nội thất và cùng với đó là cách thiết kế rất là đẹp. Về form ghế thì em Vinh có nói đầu video này, quý chị có thể quan sát được cái form ghế ngồi rất là ôm form và cái form ghế rất là thể thao với tông màu đen, nhìn chiếc xe cực kỳ cứng cáp luôn. Và hệ thống ở trên xe thì hoàn toàn tất cả các vị trí ghế đều sẽ được trang bị chỉnh điện hết, nên cho chúng ta một cái trải nghiệm rất là tốt ở trên mẫu xe Camry này. Và đó là về tổng quan về những cái trang bị và những cái hệ thống ở trên xe. Ngoài ra thì cái Camry này của chúng ta trên phiên bản Hybrid này còn được trang bị một cái cửa sổ trời nhỏ ở phía trên đây, để chúng ta có thể dễ dàng vận hành và di chuyển những hệ thống điện ở trên xe một cách dễ dàng nhất. Đó. Mặc dù chỉ là một cái cửa sổ trời nhỏ thôi nhưng nó sẽ giúp cho chúng ta đón được những cái ánh sáng thiên nhiên vô trong xe, giúp khi chúng ta điều khiển xe một cách thoải mái hơn và nó có cảm giác thông thoáng cái chiếc xe hơn. Và khi chúng ta không muốn đón gió hoặc là môi trường bên ngoài không đạt nhu cầu thì chúng ta có thể đóng được cái phần kính này lại. Đó, chỉ lấy ánh sáng thôi nha quý chị nha. Đó, không có không khí lọt vô thì giúp chiếc xe của chúng ta nó có thêm một cái phần tiện nghi hơn trên mẫu xe Camry. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng em Vinh di chuyển ra cái hàng ghế thứ hai để tiếp tục trải nghiệm thêm về những tính năng ở trên cái chiếc xe này. Rồi, và đây là hàng ghế thứ hai ha. Chúng ta sẽ di chuyển vào phía bên trong để tiếp tục trải nghiệm thêm về cái chiếc Camry bản Hybrid này. Thì mà khi chúng ta ngồi ở đây thì những khách hàng nào mà đã từng trải nghiệm những mẫu xe hạng D của nhà Toyota rồi, đặc biệt là mẫu xe Camry, thì chúng ta sẽ có được đầu tiên đó một tư thế ngồi rất là tuyệt vời ở trên cái mẫu xe Camry này. Nó mang lại chúng ta những cái trải nghiệm mới mẻ hơn và cùng với đó là cho chúng ta một cái trải nghiệm tốt nhất và được chiều chuộng nhất ở trên mẫu xe Camry khi ngồi ở hàng ghế thứ hai. Ở phía sau thì chúng ta sẽ được trang bị cửa gió này, hai giắc sạc USB để chúng ta sạc các thiết bị điện ở hàng ghế thứ hai. Ngoài ra thì xe của chúng ta còn được trang bị một cái bệ tì tay, được rất nhiều những tính năng bổ trợ ở trên đây. Đó, quý chị có thể quan sát được ha. Trên đây chúng ta sẽ có một cái bệ tì tay. Đó, trên đây thì chúng ta sẽ điều chỉnh được, thứ nhất là hệ thống giải trí của chúng ta này, volume này, chuyển bài hoặc là chuyển kênh, hệ thống rèm cửa phía sau và cùng với đó là nhiệt độ phía sau, chúng ta điều chỉnh hoàn toàn độc lập theo sở thích của chúng ta. Đó, ví dụ của sau chúng ta muốn điều chỉnh 20 độ hay là 19 độ thì không cần phải nhờ tới người lái mà chúng ta sẽ thể hoàn toàn tự động điều chỉnh theo sở thích của chúng ta bởi cái hàng ghế ở phía sau đây. Rồi, ở hai bên cửa thì chúng ta có thể thấy được phía sau đã được trang bị rèm điện rồi, hai bên thì chúng ta sẽ được trang bị rèm cơ. Đó, để tăng thêm cái sự riêng tư cho cái chiếc Camry này, và tappy cũng được bọc da và trang trí rất là đẹp ở cái hàng ghế thứ hai để cho chúng ta những cái trải nghiệm tốt nhất và chiều chuộng nhất ở trên mẫu xe Camry. Đây là phiên bản cao cấp nhất của nhà Toyota ở trên mẫu xe Camry này. Nó sẽ giúp chúng ta có những cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời trên mẫu xe Camry này nha. Và đó là về tổng quan về mẫu xe Toyota Camry phiên bản Hybrid của chúng ta dành cho tháng 11 này. Và chương trình khuyến mãi dành cho tháng 11 cụ thể sẽ như nào? Chúng ta hãy cùng em Vinh tiến vào ngay với mức giá và chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho tháng 11 của năm 2023 này nha. Thì đối với mức giá niêm yết do nhà máy Toyota Việt Nam công bố dành cho chiếc xe này, chúng ta sẽ có mức giá niêm yết chưa khấu trừ chương trình khuyến mãi là 1.495.000.000 dành cho mẫu xe Camry phiên bản Hybrid màu đen đang được kê bên em Vinh đây. Và nếu chiếc này lăn bánh tại Sài Gòn chưa khấu trừ chương trình khuyến mãi như quý chị nha, thì chúng ta sẽ có mức giá là 1.669.000.000 để sở hữu được chiếc xe Camry phiên bản 2.5 Hybrid rất là đẹp và trang bị đầy đủ option và công nghệ trên xe. Đó, vậy nếu mà ở các tỉnh lân cận như Đồng Nai hoặc là Bình Dương và Long An thì chiếc xe này chỉ còn lại là 1.649.000.000 để sở hữu chiếc xe này thôi, cũng chưa khấu trừ chương trình khuyến mãi như quý chị nha. Thì tổng chương trình khuyến mãi trong tháng 11 này chúng ta đang được giảm giá bao gồm 50.000.000 phần mặt trừ trực tiếp vào giá xe. Vậy thì nếu như ở thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ còn lại là 1.619.000.000. Còn tại các tỉnh lân cận thì chúng ta sẽ có mức giá là 1.596.000.000 để sở hữu được chiếc xe Camry bản 2.5 Hybrid rất là hiện đại và là phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe Camry này. Ngoài ra thì đại lý vẫn sẽ tặng thêm cho khách hàng những món phụ kiện trang bị trên xe như là phim cách nhiệt, lót sàn, camera hành trình và phủ gầm chống rét chống đá văng. Tổng khuyến mãi là 60.000.000 nha quý chị nha, bao gồm 50.000.000 tiền mặt chúng ta sẽ được trừ trực tiếp vào giá xe và 10.000.000 phụ kiện nữa khi chúng ta mua xe tại lý Toyota đăng tạo. Và những khách hàng nào mà đang quan tâm đến mẫu xe Camry, đặc biệt là chiếc xe Camry phiên bản Hybrid này, thì khi liên hệ trực tiếp vào hotline của kênh xe uy tín thì chúng ta sẽ được giảm giá thêm và có những cái chương trình hậu mãi về sau
như là hỗ trợ chương trình về bảo dưỡng này, miễn phí thường niên bảo hiểm này và rất nhiều những hậu mãi và chương trình khuyến mãi khác. Chỉ liên hệ trực tiếp qua hotline. Nếu quý chị nào mà đang quan tâm đến mẫu xe Toyota Camry này thì hãy nhấc ngay điện thoại lên và gọi cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878 để nhận được cái báo giá và cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất dành cho tháng 11 của năm 2023 khi mua xe tại đại lý Toyota Tân Tạo thông qua kênh xe uy tín nha quý chị nha. Và những khách hàng nào mà đang quan tâm đến chương trình trả góp thì hiện tại mức lãi suất dành cho những khách hàng nào khi mua xe dưới hình thức trả góp nó chỉ dao động từ 0.63% thôi. Hồ sơ thủ tục thì đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng. Và muốn biết hồ sơ cụ thể chúng ta cần những giấy tờ gì, cần chuẩn bị hồ sơ làm sao thì quý chị cứ liên hệ trực tiếp vào hotline phía trên màn hình hoặc kết bạn Zalo để được em Vinh tư vấn chi tiết hơn về hồ sơ giấy tờ khi chúng ta mua xe dưới hình thức trả góp nha. Và những khách hàng nào muốn lái thử hay là trải nghiệm xe hoặc muốn đến gặp trực tiếp em Vinh thì có thể ghé tại đại lý Toyota Tân Tạo nằm tọa lạc tại số 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để xem xe, lái thử trải nghiệm xe và đưa ra cái phương án mua xe sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của chúng ta nha. Và trước khi lên nhớ gọi vào hotline để gặp trực tiếp em Vinh được tư vấn báo giá và hỗ trợ về dòng xe mà quý chị sẽ lựa chọn nha. Hẹn lại quý chị trong những video tiếp theo và đừng quên tặng cho em Vinh một nút like và muốn đăng ký kênh và nhớ nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh xe uy tín nha. Xin cảm ơn.